một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3-3. Và đây sẽ là một trận đấu của anh Hào, một người em trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Đây sẽ là một trận đấu của những người chơi ở level 21 ở Derby. Chúng ta sẽ được chiến đấu trên một cái bản đồ cũng khá chật hẹp và sẽ có một đường bờ biển ở vị trí một bên. Đụng độ với bộ binh xanh. Anh Hào cũng đã có được hai đơn vị xe bọc Coyote. Cố gắng rà soát bản đồ, hỗ trợ đội bên chiếm lấy được các thông tàu biển và cố gắng trinh sát vào phía bên trong cái cứ lực của liên đoàn ngay. Giao chiến ở khắp mọi nơi rồi. Nhưng đơn vị lính bộ binh xanh cũng đã rà soát căn cứ của chúng ta rồi. Tiếp tục di chuyển vào phía bờ trong với hai đơn vị xe bọc Coyote ngay lúc này. Chính xác rất tốt rồi. Xanh lá cây cũng đã ngay lập tức cắm ra một nhà sản xuất hải quân level 1 và đồng thời là một tháp chống hạm rồi nha. Vẫn còn có một thùng tàu nguyên ở phía bờ trong. Và team cũng đã có được hai nhà xuất hải quân level 1 đầu tiên. Cố gắng thôi. Sẽ có 3 thùng tàu nguyên lớn ở lúc này. Xe bọc Coyote của anh Hào vẫn đang cố gắng để có thể chiếm được thùng tàu nguyên ở vị trí này. Không biết có được hay không. Đụng độ với Delta rồi. Có kịp là chiếm được tàu nguyên hay không đây? Quá khó khăn rồi. Có cả những thùng tàu nguyên ở trên đảo nữa nha. Và ưu thế đang thuộc vào phía lực lượng của liên đoàn. Quân đỏ và xanh lá cây đang cố gắng chiếm được cả hai thùng tàu nguyên lớn ở vị trí trên bộ ngay lúc này. Có sự xuất hiện của tàng Harbor. Cố gắng chiếm lấy tàng nguyên gây. Tàng Harbor đã kéo đến rồi. Chiếm được tàng nguyên rồi. Nhưng vẫn còn có một thùng tàng nguyên nhỏ ngay lúc này. Lực lượng quân đỏ cũng đã tăng cường triển khai thêm một đơn vị Hero Level 1 đầu tiên. Đụng độ với Delta. Và ở trên bộ thì lực lượng tàng Harbor của liên đoàn cũng đã xuất hiện rất nhiều ở vị trí của thùng tàng nguyên nhỏ rồi. Điểm C. Chúng ta cũng đang có rất nhiều các đơn vị lính bộ binh và đồng thời là các đơn vị xe bọc Coyote đối kháng trực tiếp với liên đoàn. Ngay lập tức thì họ cũng đã tăng cường thêm lính bộ binh và xe Fortress rồi. Chúng ta đang có những tổn thất không đáng có rồi. Và Hero Level 1 cũng đã di chuyển đến vị trí này và vừa mới anti. Nhưng có vẻ là không đủ sức để có thể đối kháng được với quá nhiều các đơn vị lính bộ binh của liên đoàn. Thùng tàng nguyên đã thuộc vào phía lực của liên đoàn rồi. Phút thứ 4 của trận đấu nha. Quân đỏ tiếp tục trinh sát ở phía bên trong căn cứ lực lượng của liên đoàn. Cố gắng với một đơn vị Hero Level 1 cây lúc này. Có tàng Harbor và lính mô binh. Xe phòng không tại phần rồi. Rút chạy ngay.
Cuối cùng thì Hero Level 1 cũng đã rời mất rồi. Dù sao chúng ta cũng đã biết một phần nào đó những kế hoạch tấn công của Liên Đoàn. Xanh Lá Cây cũng đã có được Hero Level 1 rồi. Delta cũng đã đi bán phế liệu rồi anh em ơi. Tiếp tục trinh sát vào phía bên trong. Rất có thể là Liên Đoàn sẽ chờ những cái bản full Delta. Lại thêm một lần nữa mất đi đơn vị Hero Level 1 nữa rồi. Có tàu Viking rồi. Vẫn chưa có quá nhiều các đơn vị hải quân tại lúc này. Ngay lập tức thì Xanh Lá Cây cũng đã tăng cường triển khai thêm một nhà sản xuất hải quân. Bạn ấy cũng đã có được những đơn vị tàu Alligator rồi. Lực lượng của anh Hào cũng đã có được những nhà sản xuất xe khói rồi. Chúng ta cần phải có sự kết hợp giữa tăng Yago và khói ngay lúc này thôi. Em trai cũng đã triển khai một nhà sản xuất Hero. Khá yên tĩnh rồi. Xanh Lam cũng đang có tăng sớt ở phía bên trong. Và sẽ là tiếp tục có sự xuất hiện của các thùng tài nguyên lớn ở phút thứ 8 nha. Chắc chắn là Liên Đoàn sẽ dâng cao đội hình lên rồi. Với 4 đơn vị tàu Alligator thì Xanh Lá Cây đang cố gắng để có thể triển khai những phương án để chiếm được thùng tài nguyên lớn ở vị trí ngoài biển ngay lúc này. Cố gắng để có thể chiếm được thùng tài nguyên lớn ở góc 9 giờ ngay. Anh Hào cũng đã dâng cao đội hình với các đơn vị tăng Jaguar và xe khó rồi. Đụng độ với thằng rớt của Liên Đoàn. Liên Đoàn đã mang theo thằng rớt kết hợp với các đơn vị xe phòng không. Chúng ta đang có khói thì họ đang rơi vào thế khó khăn rồi. Khói vẫn là một cái gì đó rất khó chịu với Liên Đoàn nha. Rút lui rồi. Xanh Lá Cây cũng đã có thể chiến được tài nguyên. Quá ổ bạp rồi. Anh Hà cũng đang tăng cường triển khai thêm đơn vị Hero Level 3 Leviathan. Quân đội cũng đã có được sân bay và những tòa nhà sản xuất máy bay ở Level 2. Chiếm được tạm nguyên rồi. Ưu tiên cũng đã có sự xuất hiện của Solaris rồi. Đối kháng trực tiếp với tăng Jaguar và họ đã ân tí. Chúng ta đã ngay lập tức mất đi hai đơn vị tăng Jaguar đầu tiên rồi. Và bây giờ là sự xuất hiện của Leviathan.
Leviathan đối kháng trực tiếp với Solaris ngay lúc này, và chắc chắn là Solaris buộc phải rút lui thôi. Khi Leviathan là một ông vua ở trên trời thì Solaris cũng là một ông vua ở dưới bộ da, và Leviathan ở đây trúng rồi. Với sự tăng cường của Leviathan, lực lượng anh hào và cả quân đỏ đã quang tiến công tổng lực ở vị trí trung tâm của bản đồ ngay lúc này. Leviathan đã quang di chuyển vào phía bờ trong. Sân đất biển cũng đã có được sự xuất hiện của Solaris ngay lúc này rồi. Không biết là Leviathan có thể trụ được với những quả tên lửa phòng không từ các đơn vị tăng dốc và đồng thời là các đơn vị xe phòng không tại phần này không. Như anh Hào vẫn đang cố gắng bắn phá vào một nhà sản xuất hero của Liên Doan xong rồi. Cố gắng rút lui thôi em ơi. Sân lá cây cũng đã di chuyển lên phía trên này rất nhiều các đơn vị tàu Alligator. Chuẩn bị đồng độ với Liên Đoàn, với các đơn vị tàu Viking và các tháp châu Ma rồi. Trời thôi. Liên Đoàn đã có Viking và rất nhiều các tháp châu Ma ở phía bên trong, nhưng chúng ta có khoảng hơn 10 đơn vị tàu Alligator là quá ổn áp rồi. Nhưng vị trí này là hơi chật hẹp và đẹp bầy. Alligator rất khó di chuyển ở vị trí này rồi. Vẫn còn kẹt với một cái hòn đảo ở vị trí này. Alligator buộc phải rút lui thôi. Những tháp chống áp đã triển khai có tầm bắn quá tốt. Vẫn còn có hai đơn vị tàu Viking của Liên Doan cũng đã dâng cao đội hình ra phía bên ngoài. Tiếp tục chơi thôi. Có lẽ là chúng ta cần phải tăng cường nhiều hơn các đơn vị tàu Alligator thì mới đủ sức để có thể xuyên qua được hàng phòng thủ với đám đơn vị tháp chống hạm của Liên Đoàn lực lượng quân tím nha. Anh Đào tiếp tục tấn công ở vị trí trung tâm với xe khói và tăng Jaguar, số đi ra ấn tí. Và bây giờ là có rất nhiều các đơn vị Solaris của Liên Đoàn rồi, chỉ động cơ của đó cũng đã bay ở trên không. Tiếp tục lại là ấn tí của Solaris từ phía lực lượng quân sân nước lắm. Ba đơn vị hero là Solaris rồi. Họ cũng đã có được xe khiên. Chắc chắn là Solaris là một cái gì đó rất đáng sợ của chúng ta khi được kết hợp với xe khiên rồi. Nhưng anh Hà vẫn đang cố gắng dâng cao độ hơn đã đẹp ơi. Tiếp tục lại là ân tì từ Solaris cây lúc này. Và em ra anh Hà cũng đã tổng thất đi rất nhiều các đơn vị tăng gia của. Liên Đào đã tấn công rồi. Rút lui quay trở về căn cứ gây. Đỏ đã có được 3 sân bay với 12 đơn vị chiến đấu cơ. Và chúng ta vẫn hy vọng rằng có thể đủ sức để có thể đối kháng lại với các đơn vị Solaris của Liên Đoàn. Nhưng với 3 đơn vị Solaris như thế này là rất khó khăn nha. Và có cả Seraphim rồi. 3 đơn vị Solaris và 4 đơn vị Seraphim. Ở đây chiến đấu cơ của đó cũng đang bay ở trên không để có thể đối kháng trực tiếp với Solaris của lực lượng Liên Đoàn. Và bây giờ lực lượng của team cũng đã tổng tấn công rồi. Cố gắng phòng thủ tới cùng thôi. Rất nhiều các đơn vị hero. Chúng ta cũng đã lại một lần nữa có được Leviathan. Không biết là có thể đủ sức để có thể đối kháng lại với 3 đơn vị Solaris và 1 đơn vị Seraphim hay không. Nhưng vẫn cứ cố chơi thôi, team đã xin vào phía bờ trong. Và tiếp tục lại là Solaris của phía lực của sân Đức Lạc vừa mới ăn tinh rồi. Anh em vẫn đang cố gắng bám trụ lại vị trí trung tâm của bản đồ. Giao chiến ở khắp mọi nơi. Hai đơn vị hero của Liên Đoàn cũng đã đến rồi. Chiến đấu cơ của đội cũng đã kéo qua được thể hỗ trợ cho đồng minh. Solaris của team đã đi bán phế liệu rồi, vẫn còn có Seraphim.
chắc chắn là nó sẽ cùng Danny McBride rồi. Vẫn còn có hai Solaris của liên đoàn lực lượng sẽ đứng biệt vào môn sân lam nữa nha. Và chúng ta đã có được Leviathan của anh Hào, tăng dần của đoàn đội khác trực tiếp với tăng giót rồi. Trời ơi, Leviathan sẽ ở đây. Một quả tên lạc cho VD và Solaris cũng đã ở đây rồi. Và tiếp tục lại là Leviathan của đoàn ngay lúc này. Một sự đối kháng của các đơn vị Hero. Với một quả tên lửa hạt nhân thì Solaris của phía lực lượng của sân đất biển đã trùng không đổi và đi bán phế liệu luôn rồi. Chúng ta đã phá công. Tổng tấn công thôi. Hai đơn vị Leviathan đang cố gắng hỗ trợ nhau ngay lúc này ở vị trí góc 9 giờ. Tiến công tổng lực ở vị trí các tướng lực của liên đoàn quân sắp đất biển rồi. Nếu như chúng ta không có các đơn vị Hero Leviathan thì sẽ rất khó để có thể ứng phó được với các đơn vị Hero Solaris của liên đoàn. Mà lần này thì họ đã chuẩn bị đến tận 3 đơn vị Hero Solaris và một đơn vị Seraphim. May mắn là chúng ta đã kịp thời có được Leviathan. Và Leviathan của đó cũng đã vừa mới ulti rồi. Chỉ đấu cơ của đó cũng đã lại bay ở trên không. Một sự kết hợp giữa Leviathan và chỉ đấu cơ diệu hầu khá là ổn áp rồi. Vẫn còn có hai đơn vị Hero của liên đoàn, lực lượng ưu tiên và quân sân lam. Sân lá cây cũng đã có được Leviathan. Đây là một trận đấu mà chúng ta có đến sự xuất hiện của 7 đơn vị Hero cùng một lúc qua đây rồi. Leviathan của đỏ vẫn còn đang ở phía bên trong. Của anh Hào và sân lá cây cũng đang ở phía bên qua các cước lượng của liên đoàn. Trong khi đó thì liên đoàn chỉ còn có hai đơn vị Hero level 3 Solaris nữa thôi. Sân đất biển đã tổn thất rất nặng nề rồi. Chỉ đấu cơ của phía lực lượng của đỏ cũng đã bay ở trên không, bắn phá trực tiếp vào các tàu giả công sở của liên đoàn. Leviathan của cả lực lượng sân lá cây cũng đã vừa mới ulti rồi. Tiếp tục lại là Solaris ulti nhưng không trúng bất kỳ một mục tiêu nào cả rồi. Một sự ulti quá vội vàng của Solaris lực lượng vùng tím ngay lúc này. Seraphim đến với Leviathan, chắc chắn là chỉ có cửa với Leviathan đó em ơi. Một mình Leviathan có thể chấp 2 hoặc là có khi là chấp đến tận 3 lần Seraphim thì hợp lý hơn. Nếu như phải solo thì Leviathan hoàn toàn có đủ sức để kháng lại với một đơn vị Seraphim một cách rất dễ dàng nha. Vì dù sao thì Leviathan vẫn có giáp và máu là trâu hơn. Và khả năng đối kháng lại với Seraphim thì vẫn có rất nhiều những khẩu súng bay được gắn ở trên thân của Leviathan và đồng thời là những quả tên lửa phòng không. Chúng ta đã tổng tấn công rồi và liên đoàn đã không thể trụ nổi rồi anh em ơi. Vẫn còn có một cánh vua ở phía bên qua đường bờ biển ngay lúc này với các đơn vị tàu Alligator. Liên đoàn đã nát hết căn cứ rồi và chiến thắng là của chúng ta. Anh em thấy trận đấu này của anh nào đó như thế nào, đánh để làm sao, có ổn áp hay không? Với sự xuất hiện của 6 đến 7 đơn vị Hero cùng một lúc như thế này, đây có phải là một trận đấu hay hay không? Anh em hãy cứ bình luận nha. Chiến thắng là của chúng ta, chiến thắng là của tất cả mọi người. Xin được phép cảm ơn 6 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người nha. Chiến thắng rồi. Anh em hãy nhớ các bạn Zalo với mình theo số 092 476 2081. Chúng ta hãy cùng các bạn với nhau, cùng vào nhóm Zalo và cùng được sát cánh với những các bạn tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại em trong tiếp theo. Sức mạnh từ Leviathan thật sự là quá mạnh mẽ và khủng khiếp với ba đơn vị Leviathan.
và gần như là các đơn vị hero của liên đoàn đã không đủ sức để có thể đối kháng lại với lực lượng của chúng ta. Một trận đấu rất hay và rất tuyệt vời. Xin cảm ơn em rất chi là nhiều. Hẹn gặp lại em ở trận đấu tiếp theo. Quyết rồi. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range.